Xin chào mọi người, và đây là video em cháu bà Tử Vi sẽ chia sẻ với các cô chú ở cái tuổi mà hàng năm từ 50 cho đến 59, các cái tuổi mà có thể xông nhà ở trong cái Tết năm 2021, Tết năm mới Tân Sửu của tuổi của các cô các chú các bác. Vì là đây là cái tuổi mà các chú các bác là cần về cái sức khỏe, cần về mọi thứ nó ổn định trong cái gia đạo. Thì theo nhiều cái sách mà nghiên cứu của cháu đối với cái việc mà các cái tuổi xông nhà thì có ba yếu tố mà để xác định, nhưng mà yếu tố quan trọng nhất vẫn là cái tuổi hợp, cái địa chi, và thứ nhì là cái thiên can. Cho nên đó là từ những cái nghiên cứu của mình thì con đúc kết ra được rằng đó là sẽ có những tuổi sẽ hợp, sẽ tốt để mà xông nhà, để kích thích tài lộc và vui vẻ cho con cháu và sức khỏe được an khang thịnh vượng. Đây là những cái chia sẻ dùng cho cái ngày những ngày đầu xuân mà con tự đúc kết và nghiên cứu được từ nhiều cái sách vở nói về tử vi phong thủy. Đầu tiên hết á, thì sẽ chia sẻ cho người ở hàng năm đầu tiên, đó chính là 1950, các bác trai bác gái tuổi Canh Dần thì thuộc mệnh mộc, cho nên đó là cách mà chọn tuổi để mà hợp với cái địa chi thì có hai cách cho chọn, đó là chọn tam hợp. Thì nếu mà Dần thì có Dần Ngọ Tuất, là tam hợp thuộc cái bộ Ngọ Tuất, là thuộc bộ Dần Ngọ Tuất tam hợp. Còn nếu lục hợp á, thì là Dần với Hợi là lục hợp thuộc địa chi. Còn thiên can với chữ Canh á, thì hợp chữ Ất. Thiên can đó là thuộc ngũ hợp. Nếu như mà có được Ất hợp Canh, hoặc là chữ Canh đồng hàng thì nó sẽ tốt đẹp. Thì dựa vào cái cách tính đó thì người mà Canh Dần sinh năm 1950 với mệnh mộc hợp nhất vẫn là Ất Hợi. Khi Ất Hợi sinh năm 1995, khi chữ Ất hợp chữ Canh, Hợi với Dần là thuộc ngũ hợp, thuộc lục hợp. Ất chữ Dần và chữ Hợi là lục hợp, Ất với Canh là ngũ hợp, cho nên đó là tốt nhất vẫn là Ất Hợi. Thứ nhì thì có thể là cái bộ tam hợp chữ Canh đồng hàng, có tam hợp của địa chi thì gồm có là Canh Ngọ và Canh Tuất. Tốt nhất là Ất Hợi ha. Thứ hai là Canh Ngọ, Canh Tuất. Thứ ba mới tới Mậu Ngọ và Mậu Tuất. Mậu Ngọ 1978 và Mậu Tuất 1958. Vì sao? Chữ Mậu thì là sinh ra chữ Canh về nạp âm ngũ hành của thiên can. Rồi là Dần Ngọ Tuất là tam hợp ha. Mậu Tuất cũng vậy, chữ Mậu sinh ra chữ Canh về nạp âm ngũ hành, Tuất với Dần là lục hợp, là tam hợp, cho nên là ok, không có vấn đề. Tại vì ở đây là không xét về mạng, tự nhiên người ta nếu mà đến mà gọi là chúc Tết mình thì người ta đâu có ở trong nhà mình đâu, cho nên không cần xét về mạng ha. Rồi, tiếp theo của hàng năm đó là các bác tuổi Tân Mão sinh năm 1951 thì Tân Bính sẽ hợp Tân, Mão với Tuất là lục hợp, cho nên người Tân Mão sinh năm 51 thì sẽ tốt nhất vẫn là những cái người Bính Tuất sinh năm 1956 hoặc là các cháu nhỏ sinh 2006. Tốt ha, khi Bính hợp Tân, Tuất Mão thì là lục hợp. Ok, tiếp theo đó là Tân Hợi và Tân Mùi. Khi Tân Hợi thì chữ Tân của Tân Hợi và Tân Mão đồng hàng, Mão với lại Hợi là Hợi Mão Mùi. Ok, tốt, đồng nghĩa với Tân Mùi cũng thế ha. Tân Mùi thì sẽ có Mùi với Mão là Hợi Mão Mùi tam hợp, chữ Tân cũng đồng hàng. Tiếp đến đó là Mậu Tuất sinh năm 1958 hoặc là 2018, khi chữ Mậu là thuộc nạp âm ngũ hành thổ, sinh ra chữ Tân của thiên can, và Tuất với Mão là lục hợp. Ok, đó là người Tân Mão. Tiếp đến đó là người Nhâm Thìn sinh năm 1952, với cái mệnh thủy thì Nhâm thì Đinh sẽ hợp Nhâm thiên can, thì đó là chữ Nhâm thì sẽ còn là chữ Đinh, và Dậu và Thìn là lục hợp địa chi, cho nên là chọn Đinh Dậu 1957 hoặc là các cháu nhỏ 2017, ok, là tốt nhất. Thứ hai là Nhâm Thân và Nhâm Tý,
khi chữ nhâm sẽ cùng đồng với chữ nhâm thìn, thân tý thìn tam hợp. À, đây là bộ thiên can đồng hàng và tốt cho cái việc về gia đạo tình cảm ở trong gia đình. À, tiếp đến đó nữa là thứ ba phải nói đến những người canh tý và canh thân. Khi canh nạp âm ngũ hành là kim, à, nhâm là thủy thì nạp âm ngũ hành của thiên can tương sinh. À, thân tý thìn thì là đây là bộ tam hợp. À, ok. Rồi tiếp đến là người sinh năm 1953 quý tỵ. À, quý tỵ khi mệnh thủy thì mậu sẽ hợp quý. À, thân tỵ là lục hợp. À, nằm trong bộ tứ hành xung dần thân tỵ hợi, nhưng mà thân tỵ là lục hợp. Cho nên như vậy thì quý tỵ thì chọn mậu thân. Khi mậu là mậu quý là ngũ hợp về thiên can, thân tỵ là lục hợp về địa chi, cho nên tốt nhất là mậu thân. Thứ hai là quý sửu và quý dậu. Khi chữ quý của hai cái sửu và dậu này đồng hàng và có bộ tỵ dậu sửu là tam hợp. Thứ ba là canh thân. Khi canh nạp âm ngũ hành là kim, quý là thủy, ha, sinh ra. Còn thân với lại thân với tỵ là lục hợp. Quá đẹp đúng không? Đó là 3 tuổi. Tính ra là 3 tuổi nhưng thực sự là 4 tuổi. Cho nên là các bác tuổi quý tỵ vẫn có thể tự chọn cái tuổi sông nhà của mình. Tiếp đến đó là các bác tuổi Giáp Ngọ, sinh năm 1954 với mệnh kim. Thì chữ Giáp sẽ hợp chữ Kỷ, thiên can thuộc ngũ hợp. À, Ngọ và Mùi là lục hợp, cho nên sẽ chọn người Kỷ Mùi 1979 là tốt nhất. Cả nam lẫn nữ cũng vậy thôi ha, sông nhà không cần phải nam hay nữ. Rồi, có thể chọn Giáp Dần, Giáp Tuất, khi mà chữ Giáp sẽ đồng hàng với Giáp Ngọ. Và Dần và Tuất là thuộc lục hợp, thuộc tam hợp Dần Ngọ Tuất. À, rồi Giáp Ngọ thì còn có ba cái tuổi khác nữa, đó là Quý Mùi. Khi chữ Quý là nạp âm ngũ hành thủy, chữ Giáp là nạp âm ngũ hành mộc. Quý sinh ra Giáp, về nạp âm ngũ hành của thiên can. Còn Mùi với Ngọ là lục hợp. Ok, có thể sử dụng Quý Mùi 203, Nhâm Ngọ 202. Khi Nhâm Ngọ cũng, chữ Nhâm cũng là thủy, Ngọ với Ngọ đồng hàng, ok, không có vấn đề gì ha. Hoặc là Nhâm Tuất, chính ra đừng sử dụng Nhâm Ngọ mà là phải sử dụng Nhâm Dần 1952 hoặc là 20 Nhâm Dần 1952 thì nó sẽ tốt hơn. 1962 nó sẽ tốt hơn. À, để mình sửa lại cái này, Nhâm Ngọ đi, Nhâm Dần thì nó đẹp hơn, 1952 thì nó ok hơn, và Nhâm Tuất 1982 ha. Đó, rồi còn chữ Nhâm, với nãy mình đã giải thích ra, chữ Nhâm thì sinh ra chữ Giáp về nạp âm ngũ hành khi Nhâm thủy, Giáp là mộc. Dần thì là có tam hợp Dần Ngọ Tuất mà. Rồi xong, ok. Tiếp đến đó là người Ất Mùi, sinh năm 1955. Ất Mùi thì thuộc kim, như vậy Ất hợp canh, Mùi thì hợp ngọ, cho nên sẽ ra canh ngọ 1990, xong nhà cho Ất Mùi là tuyệt nhất. Rồi là đến thứ hai đó là Ất Mão và Ất Hợi. Khi chữ Ất cùng hàng, Mão với Hợi thì thuộc cái bộ tam hợp Hợi Mão Mùi với lại người Ất Mùi. Ok, có thể chọn Nhâm Ngọ 2002, khi mà Nhâm thì nạp âm ngũ hành là thủy mà Ất thì là mộc. Tương sinh về nạp âm ngũ hành, Ngọ Mùi thì là lục hợp ha. Rồi có thể sử dụng Quý Hợi nè 1983, hoặc là Quý Mão 1963, khi chữ Quý cũng là thủy, nạp âm ngũ hành thủy, sinh ra chữ Ất. Rồi còn có Hợi Mão Mùi bộ tam hợp nữa. Tốt ha. Như vậy canh ngọ là tốt nhất cho Ất Mùi, thứ hai là Ất Mão hoặc là Ất Hợi, thứ ba là Nhâm Ngọ, Quý Hợi và Quý Mão. Tính ra là có tới 5-6 tuổi nhưng mà mình xếp theo cái thứ tự nha, 1-2-3. Rồi tiếp đến đó là người các cô chú tuổi Bính Thân, sinh năm 1956 với gốc là hỏa. Bính thì hợp tân, thân tỵ thì là lục hợp, cho nên là người Bính Thân tốt nhất là người tân tỵ nên xong nhà là tuyệt vời nhất ha. Rồi Bính Thân thì có bộ tam hợp với thân tý thìn. Nếu mà đồng hàng với Bính Thân về chữ Bính thì có thể Bính Tý hoặc là Bính Thìn.
Bính Tý 1996 và Bính Thìn 1976. À rồi người Bính thì có thể là chữ Ất Tỵ 1965. Thì vì chữ Ất là nạp âm ngũ hành là mộc, Bính là hỏa, cho nên là nạp âm ngũ hành của thiên can được tương sinh. Thân Tỵ là lục hợp, hoặc là Bính Thìn hoặc là Giáp Thìn 1964. Khi chữ Giáp cũng là mộc, Giáp Tý ha cũng là mộc, chữ Giáp sinh ra chữ chữ Bính, xong rồi Thân Tý Thìn là tam hợp, cho nên là đúng người Bính Thân sẽ có là Thân Tỵ đứng nhất, thứ nhì là Bính Tý và Bính Thìn, thứ ba là Ất Tỵ, Giáp Thìn và Giáp Tý. Đó rồi, nó có tới 1, 2, tới 6 tuổi, nhưng mà xếp hàng tự động chơi trên ha. Ất Mão với Ất Hợi là bằng hàng, là đứng hàng thứ hai, tốt nhất vẫn là Thân Tỵ. Tiếp đến đó là người Đinh Dậu sinh năm 1957. Nếu mà Đinh thì hợp Nhâm, Dậu Thìn thì lục hợp, cho nên là Đinh Dậu phải nên chọn là Nhâm Thìn 1952 hoặc là 2012. 1952 là người lớn, 2012 là Nhâm Thìn nhỏ. Rồi ok. Tiếp chữ Đinh thì nếu mà cái bộ mà tam hợp Tỵ Dậu Sửu thì có Đinh Sửu và Đinh Tỵ. Ok. Thứ hai là vẫn là Đinh Tỵ, Đinh Sửu. Thứ ba là Giáp Thìn, khi chữ Giáp nạp âm ngũ hành là mộc, Đinh là hỏa, Thìn với Dậu là lục hợp. Ất Tỵ, khi Giáp Ất Tỵ Ất Sửu và chữ Ất thì là nạp âm ngũ hành mộc, tương sinh cho chữ Đinh, và Tỵ Sửu là tam hợp với lại Dậu. Ok. Tiếp đến đó là người Mậu Tuất sinh năm 1958. Với người Mậu Tuất thì Mậu, chữ Mậu của thiên can sẽ hợp chữ Quý. Tuất thì lục hợp với Mão, cho nên là chọn người Quý Mão sinh năm 1963. Xong nhà là tuyệt vời. Kế đến đó phải nói là người Mậu Ngọ sinh năm 1978 với Mậu Dần sinh năm 1998. Khi chữ Mậu cùng đồng hàng với Mậu Tuất, Dần với lại Ngọ là thuộc tam hợp Dần Ngọ Tuất ha. Rồi. Thứ ba thì phải nói đến là Bính Ngọ, khi chữ Bính nạp âm ngũ hành là hỏa, Mậu là Mậu là thổ, cho nên là nạp âm ngũ hành mà muốn tương sinh là Bính sinh Mậu. Ngọ với lại Tuất là bộ tam hợp Dần Ngọ Tuất. Bính Dần cũng vậy, cũng giống như là Bính Ngọ. Hoặc là Đinh Mão, khi chữ Đinh của Bính Đinh thì nạp âm ngũ hành là hỏa, Mão với Tuất là lục hợp. Ok, như vậy là đứng thứ ba trong cái bộ song nhà cho người Mậu Tuất thì phải có Bính Ngọ, Bính Dần và Đinh Mão. Rồi cuối cùng của cái hàng năm phải đến nói đến các cô chú tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Kỷ Hợi thì thuộc mộc, Giáp thì hợp Kỷ, Hợi với Dần là lục hợp, cho nên người Kỷ Hợi nên chọn người Giáp Dần 1974 là đẹp nhất. Người 1974 lại là đại khê thủy tưới cho mộc nữa, cho nên mà nếu mà Giáp Dần thì quá đẹp cho Kỷ Hợi ha. Kỷ Hợi thì bộ tam hợp thì cũng có Mùi và Mão, như vậy thì Kỷ Mùi và Kỷ Mão cũng là cái tuổi thứ hai nên chọn là để mà xong nhà. Tiếp đến tuổi thứ ba thì phải nói Đinh Mùi, khi Hợi Mão Mùi là tam hợp, chữ Đinh thuộc hỏa, chữ Kỷ thuộc thổ, cho nên Đinh sinh hỏa, Đinh sinh Kỷ. Ok, về nạp âm ngũ hành của thiên can tốt. Đinh Mùi, Đinh Mão cũng giống nhau, là tốt cho Kỷ Hợi. Và cuối cùng là Bính Dần. Bính Dần khi chữ Bính nó cũng thuộc nạp âm ngũ hành hỏa, Kỷ thổ tiếp tục là tương sinh, và Dần và Hợi là lục hợp. Như vậy thì với cái tổng hợp của em cháu chia sẻ để mà các cô chú và các bác có được cái gọi là sơ khởi nhận định rằng cái tuổi nào hợp nên xông đất nhà mình ở trong cái năm cái Tết năm Tân Sửu năm 2021 để có được cái sự sung mãn hợp về vẻ, để mà có cái sự an tâm về sức khỏe mọi điều. Ví dụ các cô chú ở hàng năm thì cũng chẳng còn làm ăn gì nhiều, chủ yếu là về bổ mạng sức khỏe, gia đạo vui vẻ. Kính chúc các cô chú, các bác có một năm mới, năm Tân Sửu 2021 an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và con cháu sum vầy, vui vẻ.
Các cô chú xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Phong thủy và cuộc sống cũng như tử vi và cuộc sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, các vấn đề về tử vi vận hạn đầu năm của các tuổi. Rất mong và hẹn gặp lại các cô chú, mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye!